hello anh em, xin chào tất cả các anh em lại đến với kênh trả đá trứng và mình là tú anh. thì như mọi người đã thấy ngày hôm nay thị trường vẫn là một cái phiên giao dịch cực kỳ cực kỳ cực kỳ là chán nản và nói nói với mọi người thì hiện tại kỳ vọng của mình đó là kỳ vọng rằng thị trường này sẽ tăng. đó là sự kỳ vọng của cá nhân nhưng để mà xét về cái yếu tố vận động của thị trường trong cái thời điểm hiện tại mình đánh giá rằng khả năng thị trường sẽ có những cái phiên sập và cái cú sập này sẽ là những cái cú sập mạnh của thị trường. thế nên là anh chị tuyệt đối là chúng ta không nên quá là máu lửa với thị trường thì ok sẽ có một số anh chị nhà đầu tư anh chị bắt đáy thành công và anh chị kiếm được lãi năm bảy trong cái thời điểm này hoặc là thậm chí cao làm cũng được mười mấy phần trăm thì nếu như anh chị bắt đáy thành công thì chúc mừng anh chị thôi còn bên cá nhân mình mình vẫn sẽ chỉ khuyến nghị với anh chị những cái người đồng hành cùng với mình những anh chị khách hàng bên mình hay là những người đang coi video của mình là khi nào xuất hiện bùng nổ theo đà thì khi đấy chúng ta sẽ tham gia mạnh mẽ với thị trường vì khi mà thị trường nó xác nhận những cái yếu tố là bùng nổ theo đà thì chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều rất nhiều những cái cơ hội để mà mình có thể là tham gia với thị trường và lúc đấy cái cơ hội mà mình sẽ mình có thể nắm bắt được ấy nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều những cái rủi ro mà mình sẽ phải gặp phải khi mà mua những cái cổ phiếu khi mà thị trường chưa xác nhận tạo đáy đúng chưa thì bây giờ chúng ta xét về cái câu chuyện của VN-Index tại cái thời điểm hiện tại ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch thanh khoản cực kỳ Cực kỳ là bé. Và mọi người thấy là cái phiên ngày hôm nay nó gần gần giống cái giai đoạn này của thị trường. Mình sẽ kéo về cho mọi người xem. Đây là mọi người thấy này, cũng là những cái phiên giao dịch bùng 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 bùng. Ai cũng nghĩ rằng ở đây là thị trường tạo đáy, thanh khoản cực kỳ là bé. Mọi người bắt đầu cảm giác một một cái gì đó nó an tâm hơn với thị trường. Sau đó thì sao? Sau đó là những cái phiên rơi rất mạnh của thị trường ở phía sau, sau đó thì nó mới bắt đầu hồi phục đi lên lại dần. Đó, vậy thì anh chị thử đặt ra một câu hỏi rằng liệu VN-Index hiện tại nó có đi theo cái kiểu như thế này hay không hay là nó sẽ giống như cái giai đoạn hồi năm 2022. Đây là cái giai đoạn uh... Đây này, mọi người sẽ thấy cũng là một cái giai đoạn thị trường cũng bò 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 dần đi lên với một cái tâm thế rất là khó chịu, rất là mệt mỏi với những cái trạng thái vận động cực kỳ là lỏng lẻo luôn. Đây, bò mỗi ngày mỗi tí, mỗi ngày mỗi tí, mỗi ngày mỗi tí. Sau đó thì bùng nổ một cái phiên bùng nổ theo đà vào cái ngày thứ 10. Đâu đó là ngày thứ 10. Vậy thì cái ngày thứ 10 này, một cái phiên bùng nổ theo đà chuẩn nó sẽ bùng nổ mạnh nhất trong cái ngày thứ tư và ngày từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy Vậy thì đây là một phiên bùng nổ theo đà đồng ý nó là một phiên bùng nổ theo đà khá là tốt cũng là một cái sự bệ đỡ cho thị trường đi lên trong ngắn hạn nhưng mà anh chị thử nhìn xem bùng nổ theo đà sau đó thì bò lên được lòng lẻo lòng lẻo bò được lên một tí nữa lên trên đây gặp cái vùng cản và bắt đầu là nó sập một cái cú sập rất mạnh ở phía sau đây vậy thì đặt ra một câu hỏi nếu như thị trường nó đi theo cái yếu tố vận động kịch bản thứ nhất là nó bùng 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 ở đây và nó sập luôn sau đó nó tệ tăng một cách mạnh mẽ thì cái kịch bản này rõ ràng là nó sẽ cảm giác cho mình cảm giác là nó nhẹ nhõm hơn cho mình rất là nhiều khi mà chúng ta tham gia vào cái câu chuyện của thị trường khi mà nó có một cái phiên bùng nổ theo đà ở những cái ngày quá là trễ và ngày hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi và nếu như ngày mai là ngày thứ tám mà vn index không thể nào mà xuất hiện cái phiên bùng nổ theo đà thì mình đánh giá là thị trường hiện tại nó vẫn còn những cái trạng thái vận động cực kỳ là rủi ro mà khi mà thị trường có những cái yếu tố vận động nó rủi ro như thế thì rõ ràng là chúng ta vẫn chỉ nên thăm dò một chút đối với những anh chị nào mà anh chị cảm thấy là ngứa tay ngứa chân thị trường nó cứ chán nản hoài quá nạn mệt mỏi quá thì chúng ta thử một chút thôi thì một chút đấy cho dù là có mất đi thì chúng ta cũng không ảnh hưởng quá là nhiều chứ không phải là khi mà anh chị thấy rằng thị trường chưa thật sự xác nhận đáy thị trường chưa xuất hiện những cái yếu tố bùng nổ theo đà tức là cái dòng tiền lớn nó chưa vào để nó bảo kê anh chị mà anh chị tham gia hết mình với thị trường thì đến cái lúc mà nó giảm mà nó giảm thì anh chị biết rồi thị trường này nó đi lên bằng thang bộ nhưng mà nó xuống là nó xuống bằng thang máy vậy thì cái lúc mà nó giảm như thế ai sẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều chứ ai sẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất có phải là những anh chị nhà đầu tư những cái người mà tham gia vào thị trường quá sớm sẽ là những cái người chịu ảnh hưởng nhiều nhất và cái lúc đấy nó đánh một cái phiên rất là mạnh và nó đánh rất là đau như thế liệu rằng cái lúc mà thị trường thật sự có những cái phiên bùng nổ tăng rất tốt và có sự bảo kê của dòng tiền lúc đấy tâm lý của mọi người có đủ tự tin để mọi người tham gia vào thị trường nữa hay không thì đó mình chỉ đưa ra câu chuyện để cho mọi người có thể tự đặt câu hỏi và mọi người tự xem coi là liệu rằng bây giờ mọi người tham gia quá sớm và nếu như kịch bản thị trường không có mấy tích cực mà nó giảm một phát rất sâu và nó giảm rất đau thì liệu là anh chị có thật sự ổn hay không? Như chúng ta nhìn về lại cái câu chuyện của năm 2022 đi ha. Đây này, anh chị sẽ thấy có những cái phiên thị trường giảm rất đau, thị trường giảm rất sâu những cái phiên như thế này này. Đây, từ cái ngày mình sẽ bôi đỏ đây thì mọi người nhìn dùm mình con đích. Đấy mọi người thấy không? Nó giảm là nó, nó sàn 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 liên tục hay là như con BDR đó mọi người thấy là nó giảm là giảm liên tục sàn 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 như thế này thì mọi người nhìn trên vn index nó là những cái phiên giao dịch rất là nhẹ nhìn cũng không có mấy ảnh hưởng nhiều nhưng mà mọi người xem lại về những cái cổ phiếu kia thì có phải là nó rơi rất sâu và nó rơi rất mạnh hay không vậy thì rõ ràng là cái giai đoạn cuối của quá trình rơi của thị trường đó mới là cái giai đoạn mọi người bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất vậy nên quan điểm của mình tại thời điểm hiện tại mình vẫn chưa thể nào mà khuyến nghị anh chị rằng ừ nên tham gia thị trường một cách mạnh mẽ đi hay là chúng ta nên mơ zin với thị trường đi tốt nhất là không giai đoạn này sẽ là cái cơ hội dành cho những người cầm tiền cầm tiền thì chúng ta thoải mái cơ hội khi mà thị trường có những cái sự xác nhận thị trường bắt đầu có những cái sự bảo kê của dòng tiền lớn thì lúc đấy chúng ta sẽ mạnh dạn dạ là chúng ta tham gia với thị trường còn ở cái thời điểm như hiện tại thì chỉ là ưu tiên những anh chị nào mà anh chị muốn thăm dò thị trường với từng phần từng phần nhỏ hơn một tí thì anh chị tham gia và đây như mình hôm trước mình cũng có tham gia đúng không ạ em có khuyến nghị anh chị con FRT con FRT này mua đâu đó quanh mức giá 120 171 đến 172 ngày hôm nay hàng về hàng có sẵn 173 lãi không lãi nhưng mà lãi một giá như thế này đáng kể hay không rõ ràng là không hề đáng kể trừ tiền phí ra thì anh chị còn cái gì ở đâu thế nên là ở cái thời điểm hiện tại rõ ràng thị trường rất là khó ăn mà đã khó ăn thì tốt nhất là cứ từ từ bình tĩnh kiên nhẫn với thị trường không vì gì phải vội hết ha thị trường này là thị trường chuyển chuyển tiền dành cho những người vội vã sang những người kiên nhẫn hơn mà nếu như anh chị cảm thấy là anh chị là những người kiên nhẫn thì anh chị sẽ có một cái bầu trời nó rõ ràng là nó tích cực hơn rất là nhiều với những người vội vàng trên thị trường này nhé tốt nhất tại cái thời điểm này anh chị nếu như mà anh chị chưa có những cái chiến lược đầu tư nó rõ ràng thì anh chị nên bổ sung cho mình những cái chiến lược đầu tư nó rõ ràng hơn rằng khi nào chúng ta nên đi vốn và chúng ta đi vốn ra làm sao khi mà chúng ta quyết định chọn cổ phiếu thì chúng ta sẽ chọn những cái cổ phiếu nó có những cái yếu tố vận động như thế nào thì rõ ràng giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn để cho anh chị củng cố lại cái chiến lược đầu tư của mình và xem coi là cái chiến lược đấy của mình nó hỏng ở đâu để chúng ta sửa ở đấy nha rồi thì cái video nhận định thị trường ngày hôm nay cũng chỉ có thế thôi không có quá là nhiều cái để mà anh chị có thể là đưa đến cho anh chị những cái góc nhìn nó rõ ràng hơn và và chúng ta cần phải chú ý nữa một cái điều nữa đó là ngày mai sẽ là ngày đáo hạn phái sinh vậy thì cái ngày đáo hạn phái sinh thì thị trường có bị ảnh hưởng hay không thì đáo hạn phái sinh khả năng thị trường nó sẽ có ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng không quá là nhiều nó sẽ chỉ là những cái yếu tố rung lắc trong phiên thôi vậy thì chính cái những cái yếu tố rung lắc trong phiên đấy sẽ là cái cơ hội để cho những anh chị nhà đầu tư nào mà anh chị muốn gọi như là cà phê cà pháo ở thị trường ấy thì anh chị có thể tham gia đâu đó 10 đến 15 phần trăm của mọi người để mọi người lướt lát qua ngày, T cộng này kia thì 10% đấy hàng về chúng ta té vậy thôi, đơn giản ha. Rồi thì cảm ơn anh chị đã đón xem cái video nhận định thị trường ngày hôm nay. Thì trước khi mà chúng ta kết thúc cái video nhận định thị trường thì em sẽ nói tiếp cho mọi người về một cổ phiếu nữa so sánh cho mọi người đó là về câu chuyện con CSV một cái cổ phiếu ngày hôm nay nó tăng khá là mạnh và ngày hôm qua à đâu phải gọi là ngày hôm qua tăng rất là mạnh và ngày hôm nay thì uh, có tăng đầu phiên sau đó thì cuối phiên nó giảm ngược lại đúng không ạ vậy thì rõ ràng cái thời điểm hiện tại con CSV ngày hôm qua mình có nói nếu như anh chị nào đang cầm hàng CSV anh chị cân nhắc là chốt lãi ra đi chốt lãi từng phần ra cơ hội ở đoạn này của CSV nó không còn nhiều nữa vậy thì chốt lãi ngày hôm nay có khuyến nghị mọi người đua không không ngày hôm qua kêu chốt lãi ngày hôm nay kêu đua khác gì tự tát vào mặt mình đúng không ạ vậy thì rõ ràng ngày hôm nay csv em vẫn giữ quan điểm rằng cái lúc mà nó tăng em vẫn kêu rằng ừ thôi bán nó đi giai đoạn này không nên cầm con csv nữa và chúng ta so sánh giữa con csv và con vốt sẽ thấy cái điều kiện sẽ thấy một cái điều kiện vật một cái yếu tố vận động nó gần gần giống nhau đó là gì tăng mạnh thời gian trước đấy tăng mạnh này phân phối này bắt đầu tích lũy gom hàng để gọi như là trao tay từng phần từng phần sang nhỏ lẻ đánh sốc hai cây đoạn này lại kêu là không có nhỏ lẻ đu vào đi hai cái cây tăng mạnh như thế này nhỏ lẻ không đu em mới thấy là một cùi đấy đua vào liên tục và bắt đầu là một cái cây giảm mạnh thì anh chị thấy là cái cây giảm ngày hôm nay này nó giống như cái cây giảm của con CSV hay không rất là giống thế nên là liệu đặt cho một câu hỏi rằng CSV nó có bị rơi liên tục như con vốt này hay không anh chị thử nhìn xem từ trên cái đỉnh này của con vốt đi xuống cái vùng đáy hiện tại của nó nó giảm đâu đó vào khoảng cỡ 35% 35% rồi khi nào anh chị về được bờ nếu như mà anh chị không chạy sớm với cổ phiếu, thậm chí là ngày hôm nay anh chị đua lệnh với cổ phiếu thì khi nào anh chị về bờ, liệu là anh chị có về được cái vùng giá cũ của anh chị mua đua lệnh ngày hôm nay hay không? Rất là khó, thế nên là anh chị sẽ tự xem lại coi là liệu là cái phương pháp đầu tư hiện tại của mình nó có thật sự tốt hay không để anh chị củng cố lại cái để trong cái quá trình đầu tư của mình nó sẽ cho chúng ta những cái hiệu quả đầu tư nó tốt hơn ha hẹn gặp lại mọi người ở những video nhận định thị trường trong những cái phiên tới bye mọi và... người